Thi phẩm Lời buồn của người con mất cha. Tác giả thi sĩ hoa hậu Trần Thu Ba chỉ viết bài thơ này với tâm sự của một người em trai út rất có hiếu với cha mẹ, đó là Trần Gia Em, viết vào ngày 25 tháng 9 năm 2014 qua phần trình bày của Ngọc Sang. Chiều hôm ấy trời giăng mây ảm đạm, không gian buồn, không gian buồn trong cảnh vắng. Trường ngày vĩnh biệt ngàn thu người hiền phụ, hai mươi lăm tháng chín cha đã rời căn nhà thương mến. Cha đã ra đi, đi mãi không về, để chúng con thương nhớ ủ ê nhìn cảnh vật chung quanh chúng con khóc. Mới ngày nào cha đùa giỡn với các cháu đây, và giọng nói ôn tồn của cha còn đó mà vô thường nỡ cướp cha đi. Cha ơi, con quyết dành với tử thần từng phút từng giây, nhưng cha ơi, đó chỉ là vô vọng. Còn cha thì con còn tất cả, cha mất rồi tất cả cùng ra đi. Bơ vơ giữa biển khi đi lối về, âm dương cách biệt con đau buồn. Cha ơi, đời mất cha không còn gì ý nghĩa như nghĩa trang buồn quạnh quẽ kể từ đây. Con rót cho cha ly trà lần cuối, để chút nữa đây ngàn thu vĩnh biệt, đốt nén hương cho cha, nước mắt chúng con đầm đìa tuôn chảy. Hồn cha linh thiêng hãy về chứng giám, nhìn sao trước ôi thật là buồn thảm. Con vẫn biết trần gian là cõi tạm, trong tâm con nghĩ
bao giờ cha cũng là người cha rất tuyệt vời. Mỗi ngày từ cửa khi con về muộn, thương cha nhiều, con không muốn xa cha. Nhưng cha ơi, định luật đã sắp bay như thế, sinh lão bệnh tử con đã hiểu được rồi. Đời cát bụi cũng trở về cát bụi, cha đã cho con hết một kiếp người. Điều ước muốn của con là cha được ngậm cười nơi chính xuôi. Hơn 50 năm sống bên cha, con không hề thẹn tuổi, vẫn tự hào, con vẫn tự hào là đứa con hiếu thảo của cha. Nghĩ đến đây nước mắt con luôn chan hòa tuôn chảy. Ôi tình cha mẹ thương con quá ư là bất diệt, dẫu mấy mươi tuổi đời con vẫn muốn nghe cha dạy bảo, lòng hiếu thảo bao giờ vẫn có mãi trong con. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, lòng cha mẹ thương con không bao giờ mòn cạn. Con vẫn ngậm ngùi nhớ đến ơn cha. Và nghĩa mẹ cưu mang chính thang, ướt mẹ nằm khổ giáo phận con. Cha và mẹ chấp cho con đôi cánh, máu trong con đều có cả mẹ lẫn cha, để chúng con khôn lớn với người ta. Ngày thành đạt thì mẹ cha không còn nữa, dù bao tuổi đời con vẫn là đứa trẻ mồ côi. Con muốn quay ngược dòng thời gian trở lại, để cha mẹ già sống mãi bên con. Thế giới này rất rộng lớn bao la, nhưng con tìm mãi không thấy bóng hình cha và mẹ. Cuộc đời con cũng trải qua lắm phong ba, làm thầy giáo chạy xe ôm cũng có, đổ giọt mồ hôi đem về trên cơ.
già và đàn con dài ngày thơ. Ôi tình cha mẹ thương con như thế đó, nay cha đã vĩnh biệt ngàn thu không trở lại. Đám tang cha chúng con lo rất là trọng đại, chỗ cha nằm rộng dài lắm cha ơi. Con làm hai câu đối trên mộ cha, phụ về tiến cảnh ngàn niên biệt. Tử tồn dương thế phu gia cư, chúng con xin vĩnh biệt cha. Nam mô A Di Đà Phật.